Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali các bạn. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Mới đây thôi mà chúng ta đã kết thúc một tuần rồi các bạn, thật sự rất là nhanh. Và mới đây thôi đó chúng ta cũng đã kết thúc 2 tháng. Tại vì tuần sau đó chúng ta bắt đầu sẽ nghe cái thông tin liên quan tới lãi suất của Fed vào tháng 11 các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay đó chúng ta có một số thông tin nổi bật. Trước hết Thuận sẽ dành thời gian đầu video để nói về tình hình chung Tại vì chúng ta đã nhận được một cái chỉ số lớn ngày hôm nay Đó chính là chỉ số liên quan đến GDP ở Hoa Kỳ các bạn quý ba Nó cho chúng ta thấy được những gì Và hiện bây giờ đó thị trường đang nghĩ sao về việc là Fed có tăng lãi suất nữa hay là không Chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà cập nhật một chút xíu thông tin liên quan đến tình hình on-chain các bạn Tại vì cũng lâu rồi chúng ta không nói đến Tại vì các bạn đã thấy được là trong vòng mấy tháng qua đây thì giá Bitcoin không có di chuyển nhiều Nhưng mà chúng ta đã thấy giá có sự di chuyển gần đây thì chúng ta hãy xem coi là tình hình on-chain những thông tin căn bản cho các bạn thấy được những gì chúng ta cũng sẽ xem coi là dựa theo những cái suy luận đến từ G. G. Morgan thì họ nghĩ là ai đang thu mua Bitcoin hiện tại và chúng ta cũng có một cập nhật cực kỳ thú vị liên quan tới Sam mình free các bạn các bạn đừng nên bỏ lỡ chúng ta bây giờ hãy bắt đầu chuẩn bị để mà nói tới thông tin liên quan đến tình hình chung các bạn trước hết thì chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm nay tiếp tục đỏ các bạn cũng giống như là hôm qua đỏ hôm nay tiếp tục đỏ chỉ số Nasdaq tiếp tục giảm 1.76% S&P 500 thì giảm 1.18% và Dow Jones thì giảm 0.76% các bạn Pre-market thì bây giờ đó thì có cái sự hồi phục nhẹ một chút xíu nhưng mà sáng mai chúng ta mới biết được kết quả ra sao bây giờ đó thì Nasdaq Futures tăng 0.83% và S&P Futures sẽ tăng 0.6% các bạn trong khi Dow Futures sẽ tăng 0.39% Hợp đồng của dầu ngày hôm nay ra sao các bạn thì cũng không có thay đổi nhiều Tăng 0.91 nhưng mà các bạn đã thấy được là không có qua được cái mức 90 đô la Chúng ta đã trả cho về cái mức bây giờ là khoảng 84 đô cho một thùng dầu Vàng thì sao các bạn, vàng đó hôm nay nhích theo một chút xíu nữa Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy cái mức là 2.000 đô Bây giờ là 1.998 đô cho một ounce vàng còn về crypto thì sao các bạn? Crypto đó hôm nay thì chúng ta thấy được là nói riêng về Bitcoin đó thì trả về một chút xíu nhưng mà hiện bây giờ vẫn hơn 34.000 đô các bạn Ethereum thì bây giờ cũng gần 1.800 đô. Chúng ta sẽ nói thêm về crypto một lát nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn vào thông tin lớn ngày hôm nay đó chính là cái dữ liệu liên quan đến GDP quý 3 tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta đã biết là hàng quý chúng ta sẽ có những cái thống kê liên quan đến tổng sản lượng quốc nội và chúng ta sẽ có 3 chỉ số cho mỗi quý đây là cái chỉ số đầu tiên các bạn và chúng ta sẽ có chỉ số điều chỉnh À, lần đầu tiên vào tháng kế tiếp Rồi chúng ta sẽ có cái con số cuối cùng Nhưng mà thường nó cũng không phải điều chỉnh nhiều lắm đâu Nhưng mà cái con số cơ bản đầu tiên Nó cho chúng ta thấy được là quý 3 GDP ở Hoa Kỳ cũng rất là tốt các bạn, tốt hơn rất nhiều so với những quý trước đó. Ước tính các bạn đã nhớ là 4.7% mà nhiều bạn nói được là wow. Khi mà chúng ta nhìn vào cái quý trước đó là quý 2 đó thì GDP chỉ tăng có 2.1% mà thôi, mà quý 3 đó ước tính là 4.7 nhưng mà kết quả các bạn thấy được là tăng còn cao hơn cả kỳ vọng là 4.9% các bạn. Chúng mình nhìn thấy được là cả năm nay trong vòng 4 quý qua đây chúng ta nhìn thấy được là 2.7 2.6 2.2 2.1 đồng hồ của sự tăng trưởng lên tới 4.9% các bạn nhiều người cũng đặt khá là nhiều câu hỏi và tại sao chúng ta lại thấy chỉ số GDP tăng trưởng như vậy và dựa theo thống kê được chia sẻ đó là GDP tăng trưởng tại vì thứ nhất chúng ta có cái consumer spending nghĩa là chi tiêu của người tiêu dùng đó cũng đã cao trong cái quý vừa rồi. Chúng ta thấy được là những công ty đó họ sản xuất so với lại cái số lượng họ bán ra thì cũng có cái sự tăng trưởng trong việc sản xuất. Chúng ta thấy được là export có nghĩa là họ xuất khẩu cũng có sự tăng trưởng thêm vào đó nữa là đầu tư vào nhà cửa các bạn nghĩa là người ta đi mua nhà đó thì cũng có sự tăng trưởng và đặc biệt đó chính là liên quan đến chi tiêu của chính phủ trên trang bản đó chúng ta biết là châm quý ba nền kinh tế đã bắt đầu chậm lại và nhất là chúng ta nói tới thị trường bất động sản đó thì tuy là giá nhà vẫn cao các bạn nhưng mà cái số lượng mua bán nhà đã không có nhiều tại vì các bạn đã thấy được là không có nhiều nhà để bán và lãi suất đang cao hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy được về chi tiêu đó thì chi tiêu đúng là vẫn giữ được cái mức coi như là ổn trong quý 3 nhưng mà nếu nói đây là những cái yếu tố dẫn đến GDP tăng đó, thì cái đó thường cũng chưa có chắc đâu các bạn có khả năng lý do tại sao mà GDP tăng quý 3 đó chính là liên quan đến cái phần cuối này các bạn đó chính là government spending có nghĩa là chi tiêu của chính phủ có thể là như vậy nhưng mà cái điều mà chúng ta quan tâm đến đó chính là chúng ta đã có một cái chỉ số gdp tốt nhưng mà thị trường lại là một màu đỏ các bạn tại vì mọi người bây giờ đó thì vẫn như vậy tiếp tục lo lắng về lãi suất ở mức cao thời gian dài dẫn đến là suy thoái tài chính các bạn dẫn đến là các bạn thấy được là cổ phiếu gần đây đó, rất là đỏ và chúng ta sau khi mà nhận được cái thông tin liên quan đến GDP đó thì hồi sáng này cái thông tin đến từ CME đây thì vẫn cho chúng ta thấy được là phần lớn mọi người vẫn nghĩ là sẽ không có tăng lãi suất nào hết cái chỉ số hồi sáng này đó là 98.6% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kế tiếp và cập nhật mới nhất các bạn thấy được là 99.9% hầu như là chắc chắn không gì chắc chắn hết các bạn nhưng mà 99.9% hợp đồng tương lai của CME bây giờ nghiêng về cái phần trăm là Fed sẽ không tiếp tục tăng thêm lãi suất nữa và điều thú vị hơn nơi các bạn thấy được là cái phần trăm này cực kỳ nhỏ chỉ có 0.1 mà thôi nhưng mà có 0.1% của hợp đồng đang nghiêng về là Fed có khả năng này giảm lãi suất đương nhiên 0.1% nó cực kỳ thấp các bạn mà thường không nghĩ là Fed sẽ nghĩ đến chuyện giảm lãi suất bây giờ đâu ngoại trừ là có cái gì đó chúng ta không ngờ đến các bạn và một trong những khả năng đó nhiều người uh, bây giờ đang nói đến là có phải chúng ta đang chứng kiến đế chiến thứ ba đang diễn ra hay là không bắt đầu được hình thành tại vì chúng ta đã nói tới là Ray đó thì đã đưa ra cái ước tính là chúng ta có khả năng là từ 35 tới 50 phần trăm sẽ bước vào một thế chiến mới các bạn 35 tới 50 phần trăm là con số không hề nhỏ và tôi nghĩ đây là chuyện mà không ai muốn đâu nhưng mà thuần chỉ có thể Quản lý được những gì mà mình quản lý được mà thôi Và chúng ta đang nói tới Chủ yếu là thị trường tài chính các bạn Thì chúng ta đã thấy được là một điều Đang xảy ra hiện tại đó là chính quyền Của Tổng thống Joe Biden à, đang kêu gọi Để có thêm tiền để mà tài trợ Cho cuộc chiến Thứ nhất là chúng ta nói tới là 61 tỷ đô la Cho Ukraine và 14.3 tỷ đô la For Israel Và tổng cộng đó là cần 105 tỷ đô la các bạn Số tiền này từ đâu mà có Các bạn đang thấy là ngay bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đó vẫn đang bán không trái phiếu thì làm gì có dư tiền các bạn thì trên căn bản chúng ta sẽ thấy được là tiền cũng sẽ bị in ra và cũng sẽ tiếp tục bị mất giá thôi các bạn và nếu như mà chúng ta thấy là Fed cứ tăng lãi suất hoài thì họ có tiếp tục được hay là không tại vì các bạn nên biết là bán công trái phiếu bây giờ đó thì bán ra với cái mức lãi suất cao hơn trước đây tại vì lãi suất của Fed đã cao rồi các bạn thì công trái phiếu bán năm chấm mấy phần trăm có thể là cao hơn nữa nếu như mà Fed tiếp tục tăng lãi suất cung đồng nghĩa là hàng năm chính phủ Hoa Kỳ phải trả cái phần lãi rất là cao và có khả năng là cái phần lãi đó còn cao hơn cả chi tiêu cho quốc phòng và nếu là như vậy đó thì các bạn thấy được là Fed không thể mãi tăng lãi suất được cho đến một lúc nào đó, đó thì cái tiền lãi nó quá lớn đến nỗi mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn không thể gánh nổi cho nên khả năng mà Fed tiếp tục tăng lãi suất thật sự không cao rồi các bạn mặc dù là chủ tịch John Powell vẫn nói là có khả năng là tăng thêm một lần nữa và ngay bây giờ Chúng ta nhìn thấy được là cuộc họp cuối cùng của năm nay là vào ngày 3 tây tháng 12. Cuộc họp kế tiếp đó là trong vòng khoảng chừng 5 ngày nữa các bạn tuần sau. Nhưng mà sau đó đó chúng ta có cuộc họp vào giữa tháng 12. Và đây là cuộc họp cuối cùng của năm nay. Chúng ta có 80% hiện bây giờ là nghiêng về Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất giữ nguyên cho đến hết năm nay. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái phần trăm cũng không phải là nhỏ đó các bạn, gần như là 20% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 để cho Fed giống như là giữ mặt mũi các bạn, tăng giống như là để cho mọi người biết là Fed không hề chung bước trước lạm phát. Nhưng mà sau đó đó thì mọi người đều nghĩ là Fed sẽ phải giảm lãi suất nếu như mà như Fed nói đó thì chúng ta phải chờ đến giữa năm sau đó mới có cái chuyện giảm lãi suất các bạn. Và nếu như mà chờ đến giữa năm sau đó thì nhiều người nghĩ là quá trễ rồi. Fed cần phải nghĩ đến chuyện giảm lãi suất sớm hơn. Nhưng mà các bạn thấy là bây giờ là John Powell thì hoàn toàn không muốn nói đến điều đó. Dẫn đến là chứng khoán là một màu, màu đỏ các bạn. Mặc dù chỉ số gdp trên căn bản đó là sẽ khiến cho chứng khoán xanh các bạn tại vì nền kinh tế đang tốt mà nhưng mà ngược lại chỉ số gdp khiến cho thị trường chứng khoán tiếp tục đỏ tại vì nhiều người nghĩ là fed sẽ dựa vào đó để tiếp tục tăng lãi suất và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video này thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ trong video ngày hôm nay đó chính là một sàn mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc đó chính là sàn Bitget và hôm nay đó sàn Bitget muốn giới thiệu với các bạn một trong những tính năng nổi bật trên nền tảng đó chính là copy trading thì copy trade phù hợp với những người mà không có quá nhiều thời gian để mà trade hoặc là những người mà không có nhiều kỹ năng về giao dịch futures và để copy trade đó thì hiện giờ sàn Bitget đang là một trong những sàn giao dịch có nền tảng copy trade lớn nhất thế giới kể từ khi mà ra mắt, tính năng giao dịch sao chép trên Gate đã thu hút hơn 110.000 nhà giao dịch ưu tú mở tài khoản Copy Trade và trên 540.000 người đã tham gia Copy dễ dàng áp dụng những chiến thuật khác nhau và giảm thiểu rủi ro bằng cách đặt Copy Trade theo những trader với những chiến lược riêng khác nhau và để hiểu những thông số trên Copy Trade đó, thì thường sẽ chia sẻ một ví dụ với các bạn ở đây chúng ta có thể thấy là bạn Long người Việt Nam có lợi nhuận cao nhất trên sàn BitGate hiện tại và ở tab Overview có thể thấy là thông số ROI và Profit. Tổng mức lời của Long đến giờ đã đang trên 250%, có lợi nhuận hơn 24.000 đô. Đây là những cái thông số của top 1 copy trader trên Bitget. Khi mà nhìn một số những cái thông số khác đó thì chúng ta có thể thấy được là max drawdown khá cao và có một điều đặc biệt là trader này đã chưa đến tỷ lệ thắng 30%, đồng nghĩa với việc phương pháp trade của họ đem tỷ lệ risk và reward khá tốt để một lệnh thắng có khả năng bù lại những lệnh lỗ nhỏ. Thực tế đó thì vị trí top 1 copy trader được chứng minh thông qua tổng số lượng người copy và tổng số lợi nhuận của họ thu về. Ở đây có thể thấy được là bạn này có tổng số lượng theo dõi đạt lên tới gần 30.000 người với tổng lợi nhuận lên đến hơn 1 triệu đô la. Và để có thông tin thực tế hơn, đó, có thể là qua tab followers để thấy những người copy đạt được lợi nhuận thực tế như thế nào. Dù cho bạn tự trade hay là bạn copy trade để kiếm lợi nhuận thì cũng cần nhiều yếu tố và cái nào cũng có rủi ro của nó. Cho nên các bạn cần nên tìm hiểu và những cái nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu về copy trade trên BitGate thì những tài liệu cũng như thường lệ sẽ nằm ở dưới của video ngày hôm nay. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ BitGate và trong cái tuần này và tuần kế tiếp đó, có rất nhiều những công ty lớn họ đã khai cái tài liệu liên quan tới quý ba của công ty thu nhập ra sao các bạn nhưng mà gần đây đó chúng ta có nhiều thông tin liên quan đến crypto cho nên Thuần cũng không muốn dành nhiều thời gian để mà nói tới những công ty này hôm nay đó chúng ta cũng có những công ty như là amazon các bạn thì amazon đã công bố quý ba rất là tốt chúng ta nhìn thấy được là tính theo thu nhập và lợi nhuận thì đều cao hơn là ước tính. Giống như chúng ta nói tới thu nhập của Amazon là 143 tỷ so với lượng ước tính là 141 tỷ mà thôi. Và thu nhập mỗi một cổ phần các bạn thấy được là 94 cent so với lợi ước tính là 58 cent mà thôi. Chúng ta thấy được là cổ phiếu Amazon đã có cái sự tăng trưởng là khoảng hơn 5% sau khi mà công bố quý 3 sau khi thị trường đóng cửa. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là một công ty khác nữa là công ty Google cũng đã công bố lãi suất ngày hôm qua các bạn. Và Google đã thực sự thu nhập cũng cao hơn ước tính các bạn nhìn thấy được là cái thu nhập của họ là 76.69 tỷ so với ước tính là 75.97 tỷ và chúng ta nhìn thấy được là thu nhập mỗi cổ phần đó là 1 đồng 55 cent so với ước tính là 1.45 sen thì coi như cũng tốt các bạn nhưng mà ngược lại Google đã cho thấy được là bây giờ đã tình hình họ không có nhiều thu nhập đến từ quảng cáo các bạn tại vì quảng cáo là một phần thu nhập của họ Google đã cung cấp nhiều dịch vụ giống như là dịch vụ đám mây nhưng mà họ thì không có lạc quan lắm các bạn dẫn đến là cổ phiếu hôm nay cũng xuống không phải là nhiều lắm nhưng mà xuống 2.65% à, các bạn đã thấy được là những cái công bố quý 3 đây thì có tốt có xấu nó lẫn lộn hiện tại nhưng mà ngược lại đó các bạn nhìn thấy được là một thị trường tiếp tục có sự tăng trưởng đó chính là Bitcoin các bạn Bitcoin bây giờ đó là vẫn hơn 34.000 đô và cái sự hứng thú gần đây các bạn thấy được đẩy đẩy giá Bitcoin lên tới cái mức này hoàn toàn tách rời ra của xu hướng của cổ phiếu và có khả năng các bạn hy vọng là những cái thông tin liên quan tới lãi suất của Fed sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường crypto các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ đã thực sự không tốt hiện tại và nếu như mà như năm vừa rồi đó thì các bạn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ chúng ta nói riêng về chỉ số Nasdaq đây chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ thì đi tương đồng với lại xu hướng giá của Bitcoin các bạn nhưng mà bây giờ đó hai cái điều hầu như là không còn tương quan nhau nữa và chúng ta cũng đã thấy được là tại sao rồi tại vì chúng ta những lúc mà có sự sôi động đến từ thị trường tài chính nói chung đó thì các bạn thấy được là sẽ có nhiều người trong thị trường tài chính họ đầu tư vào vàng, đầu tư vào stock rồi họ cũng đầu tư một phần vào Bitcoin các bạn cho nên chúng ta mới thấy có sự tương đồng đó nhưng mà sau năm vừa rồi nhiều người đã rời khỏi các bạn những người mà còn ở lại phần lớn là những người mà có lòng tin vững chắc hơn các bạn những hodler thì chúng ta thấy được là ít ra Bitcoin đó thì vẫn có lối đi riêng hiện tại và tính chung thị trường crypto đó thì các bạn đã thấy được là hôm nay vốn hóa thì cũng thay đổi một chút nhưng mà không phải nhiều lắm các bạn. Xuống 0.6% nhưng mà vẫn hơn là 1.3 nghìn tỷ. Và chúng ta nhìn vào những cái coin đó thì có xanh có đỏ các bạn nhưng mà nhiều đỏ hơn là xanh. Nói chung đó thì chúng ta thấy được là gần đây đó khi mà các bạn so sánh sự tăng trưởng thì Bitcoin vẫn là cái sự tăng trưởng cao nhất trong những đồng lớn và chúng ta bắt đầu nói tới một số những thông tin liên quan tới Bitcoin. Đầu tiên hết á, thì chúng ta thấy được là có sự chia sẻ đến từ Peter Brand. Thì Peter Brand là một trong những trader lâu năm trong thị trường crypto rồi các bạn. Và Peter Brand có lúc bullish, có lúc bearish, có lúc bullish, có lúc bearish các bạn. Nhưng mà gần đây hơn đó là Peter Brand rất là bearish trong một thời gian dài. Nhưng mà hôm nay đó thì ông đã chia sẻ một cái biểu đồ. Biểu đồ này đó là giá của Bitcoin từ năm 2011 đến năm 2020 hiện tại các bạn. Và chúng ta thấy là phần sau này là ước tính của năm 2024 và chúng ta thấy đây là biểu đồ Lo Christmas có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là bên dưới này đó từ 40 đô tới uh, 80 rồi chúng ta thấy được là lên tới 240 800 2004 Lý do là tại vì khi các bạn so sánh thời gian dài đó thì các bạn muốn thấy giá bị khôi tính theo phần trăm thì nó sẽ dễ nhìn hơn và nó cho chúng ta nhiều thông tin hơn khi mà zoom ra thì điều mà Peter Brand đã nói đó thứ nhất là ba điều thứ nhất là chúng ta thấy được là Peter Brand nhận định là khả năng chúng ta thấy được là Bitcoin đã đến mức đáy năm ngoái rồi có nghĩa là chúng ta bây giờ đã có đủ thời gian để mà nhìn lại chúng ta đã biết là tháng 11 năm ngoái nó cực kỳ tệ tại vì đó là thời điểm mà sang FTX bị phá sản và lúc đó đương nhiên là không ai dám chắc là giá Bitcoin còn xuống nữa hay là không không ai dám chắc là cái hiệu ứng domino sẽ như thế nào các bạn nhưng mà bây giờ đó chúng ta đã trải qua gần một năm rồi thì nhìn lại gần một năm qua đó thì Peter Brand nhận định là khả năng năm ngoái đó lúc mà giá xuống khoảng chừng 15 000 đã là đáy rồi nhưng mà điều này đó cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ thấy cây đỉnh mới dựa theo Peter Brand phân tích đó, thì các bạn nhìn thấy trên màn hình mỗi một chu kỳ đó thì một điều rất rõ ràng chúng ta nhìn thấy được là đầu Đầu tiên, chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm drawdown có nghĩa là từ cái mức cao cho đến cái đáy rồi sau đó chúng ta bầu chu kỳ mới đó thì từ mức cao đến đáy phần trăm đó đã giảm theo thời gian giống như chúng ta nhìn vào cái chu kỳ đầu tiên đi thì chu kỳ đầu tiên này đó chúng ta nhìn thấy được là từ cái mức giá cao xuống tới đáy sau đó chúng ta có sự hồi phục đó là giảm 94% Chu kỳ thứ nhì là từ năm 2014 đến năm 2017, chu kỳ mà thuộc mình nhiều bạn bắt đầu thì các bạn thấy được là từ đỉnh tới đáy là 87% trước khi chúng ta có đỉnh mới và sau đó đó chu kỳ mới đây năm 2017 đến năm 2020 thì chúng ta được là từ đỉnh đến đáy ở mức là khoảng 83% các bạn và cái chu kỳ kế tiếp đó thì Peter Brand nghĩ là cũng như những chu kỳ trước đây phần trăm sẽ giảm đi theo thời gian các bạn không có lý do gì nghĩ là giá sẽ giảm phần trăm tương tự như những chu kỳ trước đó khi mà thị trường này ngày càng lớn mạnh hơn thứ nhì nữa đó là chúng ta có thể nhìn thấy được là cũng ngược lại cái đỉnh cũng sẽ giảm đi theo thời gian, sự tăng trưởng cũng sẽ giảm đi khi mà thị trường này càng lớn mạnh hơn. Và thời gian đó thì ở trên màn hình các bạn nhìn thấy được là những cái khung này đã đại diện cho từ đỉnh trở về cái mức đỉnh đó, sau đó phá cái đỉnh mới đó là tốn bao nhiêu thời gian. Thì cái chu kỳ đầu tiên là năm 2011 tới năm 2013 đó thực ra không có mấy người tính chu kỳ này đâu các bạn, tại vì cái chu kỳ này đó nó nó rất là mới và lúc đó các bạn thấy được là cũng không có nhiều sàn lớn, à, không phải như là bây giờ cho nên chu kỳ đó đó nhiều người cũng không có quan tâm nhiều nhưng mà cái chu kỳ thứ nhì là chu kỳ mà thuộc nhiều bạn tham gia đó thì các bạn thấy được là tốn 41 tháng từ lúc mà lập đỉnh của cái chu kỳ trước đó rồi các bạn thấy là xuống đáy rồi bắt đầu hồi phục là năm 2016 rồi trở về cái đỉnh cũ năm 2017 đó là tốn 41 tháng cái chu kỳ năm 2017 năm 2020 đó các bạn nhìn thấy được là cái đỉnh năm 2017 và đã trở về đỉnh cũ năm 2020 lúc đó là giá khoảng 20.000 đô là 36 tháng thì bây giờ Peter Brand nghĩ là cũng tốn khoảng chừng là 41 tháng nếu chúng ta lấy cái chu kỳ năm 2014 tới năm 2017 nếu như chúng ta muốn à, lấy một cái thông số nó kiêm tốn hơn thì nếu như vậy đó chúng ta sẽ có giá Bitcoin trở về cái đỉnh cũ là 69.000 đô là đâu đó trong quý 3 của năm 2024 và con số này là con số mà chúng ta thấy là cũng hợp lý khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của Bitcoin sau khi mà có Bitcoin halving tại vì sau khi mà có Bitcoin halving thì thường tốn khoảng chừng 6 đến 8 tháng sau chúng ta mới bắt đầu thấy được là giá cả có có sự phản ứng và nếu như mà chúng ta tính là tháng 4 năm sau sẽ có Bitcoin halving thì đâu đó khoảng chừng là tháng 10 của năm sau chúng ta mới có sự phản ứng giá sau khi mà có Bitcoin còn hai bình và lúc đó chúng ta mới thấy giá Bitcoin trở về đỉnh cũ và phá đỉnh mới chứ không phải là nhanh như là nhiều người kỳ vọng trong vòng năm nay. Nhưng mà từ đây đến đó đó sẽ không phải là một cái đường đi thẳng lên đâu các bạn, không phải là một cái sự hồi phục từ từ đâu mà sẽ có nhiều cái sự tăng trưởng rồi giảm xuống. Nói chung nó sẽ có nhiều sự dao động. Đó là cái nhận định đến từ Peter Brand các bạn, nó có nhiều chi tiết hơn nhưng mà nói chung đó, thì nó cũng vào cái khuôn khổ là chu kỳ vào 4 năm như chúng ta thường hay nói đến và với sự tăng trưởng giá gần đây đó thì thùng muốn dành một ít thời gian để xem những cái thông tin căn bản liên quan đến onchain đó từ crypto khoa thì nói ra sao các bạn Đầu tiên hết chúng ta hãy xem coi là với sự tăng trưởng giá gần đây thì chúng ta có nhiều Bitcoin dởi lên trên sàn hay là không Thì khi mà zoom vào đó các bạn nhìn thấy cái đường màu xanh dương trên màn hình đó, thì nó vẫn tiếp tục giảm đi theo thời gian Có nghĩa là Bitcoin vẫn tiếp tục bị rút ra khỏi sàn giao dịch các bạn Và gần đây đó chúng ta zoom vào thì thấy cái thời điểm là từ ngày 18 tháng 10 thì có một chút xíu Bitcoin đẩy ngược trên lên sàn các bạn Nhưng mà đó là trước khi chúng ta có sự tăng trưởng gần đây nữa nhưng mà nó cũng không đáng kể khi mà các bạn zoom ra Nói chung đó thì kết luận bây giờ là on chain là chúng ta vẫn chưa thấy nhiều bịch đẩy lên trên sàn xu hướng vẫn chưa thay đổi các bạn bịch vẫn tiếp tục bị rút đi theo thời gian Ethereum thì sao các bạn? Ether đó thì nhìn vào cái đường màu xanh dương trên màn hình thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà cái tốc độ rời khỏi sàn đã giảm đi các bạn và hầu như gần đây đó chúng ta thấy được cái số lượng Ether trên sàn nó cứ như vậy các bạn, không có thay đổi nhiều và cũng không có dấu hiệu là có nhiều người đẩy Ethereum lên trên sàn hiện tại. Chúng ta chuyển qua nói tới là có ai bán hay là không. Nhất là đối với thời đào đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái đơn vị đào Bitcoin đó các bạn nhìn vào hai chỉ số đầu tiên đó chính là MPI chỉ số này đã hiểu đơn giản là nếu như mà cái đường màu xanh dương này chạm vào cái dùng chấm chấm màu đỏ hay là hơn cái phần đó đó nghĩa là chúng ta thấy thợ đào bán Bitcoin tương đối nhiều hơn so với trung bình 12 tháng qua Điều mà chúng ta nhận ra được là điều đó vẫn chưa xảy ra các bạn Những cái ngày gần đây đó thì đường màu xanh này vẫn luôn dưới cái đường màu đỏ cái lúc mà thời đào bán nhiều đó chúng ta đã nói tới là khoảng chừng hè năm nay và hồi tháng 3 của năm nay các bạn Nhưng mà sau đó đã không thấy nhiều động tĩnh từ thời đào nữa Chúng ta nhìn vào một chỉ số khác cũng liên quan đến thời đào các bạn Nhưng mà cái này đã, nó tính theo không phải tương đối mà cái số lượng kho chung bình gửi lên những sàn giao dịch đến từ những cái xưởng đào Thì các bạn đã nhìn thấy được là cũng tương tự cho chúng ta nhìn thấy được là vào hè của năm nay đó thì cái đường màu xanh này tăng lên các bạn à, Và vào tháng 3 của năm nay cũng như vậy cũng nghĩ ra đó là những lúc mà thợ đào bán nhưng mà gần đây đó thì chúng ta cũng không thấy nhiều động tĩnh từ thợ đào có nghĩa là cái số lượng bitcoin trên sàn đó thì cũng không thay đổi nhiều và chúng ta cũng không có dấu hiệu là thợ đào bán hiện tại còn về những cái dữ liệu liên quan đến những cái lệnh đòn bẩy thì sao các bạn Trước hết thì chúng ta nhìn vào trên màn hình đây là cái số lượng lệnh đòn bẩy Bitcoin đang được mở hiện tại trên những sàn và chúng ta có thể nhìn thấy được là đúng là có sự tăng trưởng của bạn từ tháng 9 tới bây giờ đó thì càng ngày lại càng có nhiều lệnh đòn bẩy hơn Tuy nhiên vẫn chưa có trở lại cái mức cao các bạn giống như là gần đây đó hồi tháng 8 là chúng ta có cái số lượng lịnh đồn bảy rất là cao rồi sau đó chúng ta nhìn thấy được là có cái đợt thanh lý rất là nhiều từ lúc mà chúng ta nhìn thấy được là giá bịt khôi là lúc đó là 28.000 đô mà xuống còn 26.000 đô đó thì có rất nhiều lệnh bị thanh lý lúc đó và từ lúc đó chúng ta thấy được là lệnh bắt đầu có lại nhưng mà vẫn chưa trở về cái mức cao như là hồi tháng 8 và đương nhiên thua xa khi chúng ta nhìn thấy được là những lúc như là tháng 3 của năm 2022. Nhưng mà một điều khác nữa là đúng là có nhiều lệnh hơn so với lại cách đây khoảng chừng là 1-2 tháng. Nhưng mà cái số lượng lệnh đòn bẩy có sử dụng nhiều phần trăm đòn bẩy hay là không thì các bạn thấy được là thật sự là không đâu các bạn. Gần đây đó chúng ta cũng có một số đợt thanh lý nhưng mà chúng ta cũng thấy được là con số đó nó nhiều khi mà các bạn tính thời gian ngắn, giống như là trong vòng một giờ đồng hồ nhưng mà khi mà tính cả ngày ra thì không phải là những ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý đâu và cho tới bây giờ đó tuy là có nhiều lệnh đòn bẩy hơn nhưng mà cái phần trăm đòn bẩy sử dụng dựa theo tài liệu trực tiếp từ crypto hoa nên thì không có cao có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là những trader đó thì họ không có chắc chắn xu hướng. Nếu như họ chắc chắn xu hướng đó thì các bạn nhìn thấy được à, là cái phần trăm đồng bảy sử dụng sẽ cao hơn rất là nhiều. Và thường đó những lúc này là những lúc mà chúng ta đáng tiếc là có nhiều người mới trong thị trường này. Thường những người mới trong thị trường này đó họ sẽ sử dụng đồng bảy nhiều hơn dẫn đến cái chỉ số này tăng lên các bạn bây giờ thì không phải đó là những cái thông tin căn bản Tôi muốn mang đến cho các bạn liên quan tới on chain nhưng mà nếu chúng ta thấy được là không có những cái xưởng đào bán thì nói tới mua đi thì ai đang mua hiện tại các bạn thì dựa theo JP Morgan họ đã chia sẻ một cái bài nghiên cứu gần đây và họ cho thấy được là cái số lượng nhu cầu mua gần đây đó ít ra họ dựa vào dữ liệu trên CME CME là một cái sàn mà nhiều những tổ chức đầu tư sử dụng thì họ thấy được là ở trên sàn CME có nhiều hoạt động đến từ những tổ chức đầu tư các bạn và điều này đó giúp họ suy luận là gần đây đó cái nhu cầu thu mua đến từ nhiều công ty nhiều tổ chức đầu tư chứ không phải là đến từ nhiều cá nhân các bạn và tại sao những tổ chức đầu tư họ lại thu mua thì có thể là những tổ chức đầu tư này họ muốn thu mua để có thể hỗ trợ bitcoin spot etf hay là họ muốn thu mua trước khi mà có bitcoin spot etf được thông qua đó là lập luận đến từ jp morgan và theo một điều nữa là jp morgan nói nếu như my sec không cho thông qua Bitcoin Spot ETF đó, thì sẽ dẫn đến là SEC sẽ bị kiện hàng loạt từ những công ty phố wall các bạn giống như là SEC đã từng bị kiện bởi GBTC và các bạn thấy là tới cuối cùng đó, thì trong vụ kiện đó SEC đã thua rồi à, và vì lý do đó, đó thì khả năng bây giờ vẫn là SEC sẽ chấp nhận Bitcoin Spot ETF. Khả năng này rất là cao dựa theo JP Morgan và chúng ta có khả năng sẽ thấy Bitcoin Spot ETF đâu đó khoảng chừng đại tháng 1 của năm 2024. Bây giờ đã là gần cuối tháng 10 rồi các bạn Mới đây thôi chúng ta đã nói tới là đầu năm Và bây giờ chúng ta đã nói là gần cuối năm rồi Mà nói tới tháng 1 của năm sau rồi các bạn Thời gian rất là nhanh Và đầu năm nay đó Các bạn hãy nhớ là chúng ta nghĩ Nếu như mà giá kết thúc năm nay ở mức khoảng chừng là 25.000 đô thì nhiều bạn sẽ rất là vui. Đó chính là cái cuộc bỏ phiếu của đầu năm các bạn. Đương nhiên chúng ta còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc. Nhưng mà bây giờ đã giá đã là, là 34.000 đô rồi. Thì được hỏi các bạn có vui hay là không để khi nào mà tới cuối năm thường là chia sẻ lại cái bài đó để các bạn nhớ lại thật ra đó thị trường crypto này đã mọi người làm quen rất là nhanh các bạn giống như là khi mà giá tăng đó, thì các bạn thấy được là mới đầu thì mọi người rất là hào hứng sau đó đã giá chỉ cần đứng lại tính theo ngày các bạn không phải là tính theo tuần hay là tháng hay là gì hết đó, tính theo ngày thôi giá đứng lại ở mức nào đó vài ngày là mọi người lại nhàm chán các bạn mọi người lại nói là bitcoin cứ ba bốn ngàn đô hoài trong khi mà cách đây một tuần giá bitcoin chỉ có 26 mươi sáu thôi các bạn sự tăng trưởng này đã là một sự tăng trưởng rất là tốt trong thời gian rất ngắn nhưng mà thường cảm thấy là trong vòng vài ngày mọi người đã lại làm quen với con số mới cho nên các bạn thấy là đầu năm đó, thì mọi người kỳ vọng là chúng ta có thể kết thúc năm nay ở mức từ khoảng chừng là 20 tới 25 ngàn đô bây giờ đã là 34 ngàn đô rồi nhưng mà thường nghĩ là nhiều bạn sẽ không có vui như các bạn nghĩ <laughs> tại vì chúng ta rất là mau quên nhưng mà không phải là chỉ riêng những cái tổ chức đầu tư thu mua đâu các bạn ít ra là chúng ta có những cái thống kê liên quan đến là người ta lên chương trình duyệt Google đó để mà tìm kiếm những cái thông tin liên quan tới Bitcoin đó thì cũng tăng lên các bạn và đây là dấu hiệu đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ nhất là chúng ta nói tới ở Vương quốc Anh thì không biết lý do gì mà gần đây đó thì ở Vương quốc Anh cái từ buy Bitcoin đó được tìm kiếm rất nhiều ở trên Google các bạn và đã tăng trong vòng một tuần là tăng tới 800% thì khả năng là tại vì họ nghe nhiều thông tin đến từ những cái công ty truyền thống, những cái đài truyền hình truyền thống các bạn và khiến cho nhiều người bây giờ lại có hứng thú muốn tìm hiểu và thu mua Bitcoin. Các bạn thấy được là không có gì mà khiến cho những nhà đầu tư riêng lẻ có lòng tin hơn là khi chúng ta có Bitcoin Spot ETF các bạn. Trước đây đó thì chúng ta nói tới Bitcoin là một mạng lưới tập trung, một cái tài sản lưu trữ giá trị, một hệ thống thanh toán hay gì đó thường cảm thấy là nó cũng không có khiến cho nhiều người đầu tư an tâm hơn khi nào mà chúng ta thấy được là những công ty lớn như là Blackrock đó, bắt đầu phát hành Bitcoin spot ETF của họ thì lòng tin của những nhà đầu tư đó sẽ tăng lên rất là nhiều và cái từ buy Bitcoin đó được tìm kiếm ở nước Anh đã tăng 800% trong nhiều tuần rồi các bạn và nếu như chúng ta nói tới là ở Hoa Kỳ đó thì các bạn thấy được là cái từ should I buy Bitcoin nào có nghĩa là chúng ta có nên mua Bitcoin bây giờ hay là không à, Thì các bạn thấy được đã tăng lên 250% rồi các bạn Và cái số lượng người mà tìm kiếm Can I buy Bitcoin on Fidelity Nghĩa là tôi có thể mua Bitcoin trên sàn Fidelity hay là không nó Đã tăng 3.100% trong vòng tuần vừa rồi các bạn cực kỳ cao luôn và những cái từ khác giống như là is it a good time to buy bitcoin nghĩa là bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua bitcoin hay không đó thì cũng tăng là 110% khi chúng ta tính cái số lượng người trên thế giới tìm kiếm chứ không chỉ đi một quốc gia nào à, và chúng ta thấy được là tìm kiếm cái từ BlackRock Bitcoin ETF đã tăng 250% lý do tại sao đó thì các bạn đã thấy là những đài truyền hình như là chúng ta nói tới Fox News chúng ta nói tới CNBC đó thì thường xuyên nói về bitcoin ngày hôm qua tôi vừa chia sẻ với các bạn liên quan đến cái phần mà trên đài CNBC nói về Bitcoin hai bình các bạn sự hứng thú, thường cảm thấy là từ từ đã trở lại rồi, đương nhiên là không phải là như xưa các bạn, nhưng mà thị trường ngày càng được hâm nóng hơn, đó là cảm nhận của tôi hiện tại. Và nói tới Vương quốc Anh thì các bạn thấy được là có một cái luật được thông qua, đó chính là một dự luật giúp cơ quan thực thi pháp lý thu giữ và đóng băng crypto bất hợp pháp sau khi mà được ký bởi vua của nước Anh thì luật sẽ cho phép các cơ quan pháp luật thu giữ crypto sử dụng mục đích xấu mà không cần lệnh từ tòa án thì theo thường hiểu ra trước đây giống như là khi mà họ giả sử như là tới bắt một số người làm việc xấu giống như là buôn bán thuốc cấm hay gì đó và trong đó đó họ kiếm được ví lạnh hay là họ kiếm được uh, tiền liên quan đến crypto thì trước đây họ cần phải có lệnh để mà đóng băng số tiền đó nhưng mà bây giờ đó thì họ có thể là đóng băng số tiền đó giả sử như họ biết là số tiền này nằm trên sàn nào thì họ sẽ có thể liên hệ trực tiếp để mà kêu sàn này đóng băng chứ không cần phải xin lệnh của tòa án đây là cái cách hiểu của Thuần liên quan tới luật này ở nước Anh các bạn Và chúng ta hãy nói tới cái thông tin kế tiếp Chúng ta trở lại Hoa Kỳ đi Thì thông tin này nó lớn hơn các bạn Thượng nghị sĩ Cynthia Loomis Đây là thượng nghị sĩ mà nhiều bạn đã biết Một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto à, Một trong những người mà liên tục thúc đẩy sự chấp nhận crypto ở Quốc hội Hoa Kỳ các bạn Thì đối với lại cái việc là Quốc hội gần đây đã có cái nhìn sai lệch về số lượng crypto thực sự được sử dụng À, trong cuộc chiến liên quan tới Hamas Các bạn hãy nhớ là cái thông tin sai lệch đó là đến từ cái tạp chí Wall Street Journal Wall Street Journal đã sử dụng một thông tin đến từ công ty thống kê Elliptic Và công ty thống kê Elliptic đã nói là Wall Street Journal đã, đã nói sai về con số thật sự Nhưng mà Wall Street Journal đó thì hoàn toàn không quan tâm Và sau đó, đó thì các bạn hãy nhớ là Thượng nghị sĩ Warren đã dùng thông tin đó Để mà kêu gọi hơn 100 nhà lập pháp ký đơn để mà gửi tới cho bộ tài chính của Hoa Kỳ thì hôm nay đã thượng nghị sĩ Lumos cũng nói về điều đó nói là thứ nhất là kẻ xấu chứ không phải là crypto mới là thủ phạm thực sự của hoạt động tài chính bất hợp pháp có nghĩa là các bạn đã thấy được là giống như là tiền mặt giống như là tất cả những phương tiện khác đây chỉ là một phương tiện mà thôi các bạn có thể sử dụng crypto trong việc bình thường các bạn có thể sử dụng crypto để mà quyên góp hay là làm cái gì đó tốt hay là các bạn có thể sử dụng crypto trong việc xấu nó giống như các bạn có thể sử dụng tiền mặt để làm bất cứ cái gì các bạn muốn mà thôi cái đó không phải là vấn đề mà người xấu mới là vấn đề và thêm vào đó đó điều mà khiến cho nhiều người cảm thấy bất an hơn đó chính là thượng nghị sĩ Lumus lại nói là tôi đã gửi thơ tới các bạn đây là thơ được gửi đến mình thượng nghị sĩ Lumus gửi tới cho bộ tư pháp Hoa Kỳ và kêu gọi họ là hoàn tất cuộc điều tra về Binance và Tether do những cái cáo buộc về việc họ có liên quan đến Hamas và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các bạn thấy được là cái chữ mà khiến cho thường cảm thấy hơi bức em một chút đó chính là Thường nghị sĩ Senator dùng cái từ là finish nghĩa là hoàn tất các bạn. thì các bạn sử dụng từ hoàn tất là khi nào là khi các bạn đã bắt đầu một cái gì đó rồi thì các bạn mới dùng từ hoàn tất. thì có phải là bộ tư pháp thực sự là đang có cuộc điều tra? liên quan tới sàn Binance và Tether hay là không. đến bây giờ chúng ta vẫn không nghe bất cứ thông tin chính thức nào liên quan tới đội bộ tư pháp có vào cuộc hay không các bạn. chúng ta chỉ biết là Binance à, bị kiện dân sự bởi SEC và CFTC nhưng mà bộ tư pháp đó là hình sự các bạn. chúng ta vẫn chưa nghe nói đến nhưng mà cái từ mà thượng nghị sĩ Lumos dùng là hoàn tất các bạn. Và thượng nghị sĩ Loomis là một chuyện đồng minh mạnh của crypto ở quốc hội. Nhưng mà cho dù là như vậy đó, ủng hộ crypto, ủng hộ Bitcoin nhưng mà dường như không hoàn toàn ủng hộ Binance và Tether các bạn. Có phải là tin phết hay không đó, thì các bạn comment bên dưới. Nói chung là ngay cả Cynthia Loomis cũng không bảo vệ Binance và Tether. Và đó là những cái tin tức lớn ngày hôm nay. Bây giờ Thùng muốn chuyển qua để mà chia sẻ với các bạn liên quan đến cái ngày ra to của Sam Bankman Free. Tại vì hôm nay đó, là một ngày mà cực kỳ thú vị và hỗn loạn các bạn thì chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay các bạn đã nhớ là hôm qua thuần chia sẻ là sam Bankman free đã quyết định là sẽ lên bục làm chứng trong phiên tòa của ftx và hôm nay đó thì đúng là như vậy các bạn sam Bankman free đã chấp nhận làm chứng nhưng mà cái điều thú vị là trước khi mà lên làm chứng thì thẩm phán đã nói với tất cả bồi thẩm viên là về nhà trước Tại vì khi mà Sam ban mình free learn thì đương nhiên sẽ trả lời những câu hỏi đến từ luật sư biện hộ sẽ trình bày phiên bản của mình và phải chấp nhận chất vấn từ công tố viên. Nhưng mà tại sao mà thẩm phán Kaplan lại nói là tất cả bộ thẩm viên về nhà trước đi? À, tại vì sao các bạn? Lý do là tại vì thẩm phán nó thực sự không biết là Sam sẽ nói gì. À, và thường đó các bạn biết là trong những cái vụ hình sự này đó thì bị cáo sẽ không tự đứng ra để mà làm chứng cho mình mà sẽ giữ im lặng các bạn. Đó là quyền của bị cáo. Tại vì khi mà À, đứng lên làm chứng rồi đó thì phải trả lời câu hỏi là không chỉ riêng là bên luật sư của mình mà phải trả lời câu hỏi của luật sư ở bên công tố viên cho nên đây là một bước đi mà cực kỳ nguy hiểm thường những bị cáo sẽ không có đi cái bước này đâu các bạn và thẩm phán Kaplan lo là Sam sẽ nói nhiều thông tin mà không cần thiết và không phù hợp và nếu như vậy ra sẽ làm nhiễu loạn và mất thời gian của những bồi thẩm viên cho nên ông đã tổ chức một cái phiên điều chỉnh riêng. Phiên điều trần này ra là chỉ giữa thẩm phán và công tố viên, luật sư của Sam và một số những người liên quan mà thôi. Và nếu như mà Sam nói một câu đó công tố viên lại phản đối một lần mà giữ lại bồi thẩm viên thì sẽ rất tốn thời gian của bồi thẩm viên cho nên mới cho họ về trước. Nếu như mà thật sự những thông tin mà Sam cung cấp ngày hôm nay là quan trọng và cần thiết thì sẽ được chia sẻ với các bồi thẩm viên và Sam sẽ có cơ hội để làm chứng trực tiếp trước sự quan sát của những bồi thẩm viên thì sau đó các bạn thấy được là Sam đã nói gì, đã biện hộ gì, có phải là đã có thông tin gì đặc biệt muốn chia sẻ hay là không? Tại sao lại Sam lại muốn tự đứng ra làm chứng như vậy các bạn? Thì tới cuối cùng chúng ta thấy thật ra Sam nó cũng không có lời biện hộ gì gọi là kinh điển hết các bạn tóm lại đó thì sam khẳng định là cái tin nhắn signal các bạn hãy nhớ là cái ứng dụng signal họ dùng để mà chat lẫn nhau đó giữa sam và caroline và nissa và những người khác giống như là gay quen đó thì khi mà chat rồi thì sau đó một thời gian nó sẽ tự hủy thì tính năng tự hủy là một phần không thể thiếu trong kinh doanh của họ đó là lời biện luận của sam nói là cái đây là cần thiết à, cho nên nó không xem như là cái gì đó mờ ám hết đó. đây là cái cách làm việc của công ty nhưng mà sau đó đó thì các bạn thấy được là ở bên công tố viên đó thì họ lại tiếp tục hỏi. À, họ nói là khoan đã, cái tính năng tự hủy này đó ai nói là có thể sử dụng được cho công ty. Thì Sam nói tới một tên các bạn đó chính là Daniel Freeberg. Thì Daniel Freeberg chính là luật sư tư vấn cho Sam. Tóm lại ngày hôm nay đó thì Sam mình free đổ hết tội cho ông này nói là sam không biết gì hết tới sam chỉ là một người kinh doanh mà thôi và tin tưởng những sự chia sẻ đến từ daniel freeberg nhưng mà sau đó công tố viên lại tiếp tục hỏi thêm các bạn à, thứ nhất đó là liên quan đến à, việc tất cả những cái chứng từ qua lại của công ty đó thì theo luật của hoa kỳ mỗi công ty đó sẽ phải lưu lại thông tin đó trong thời gian bao nhiêu lâu các bạn để lỡ như mà tòa án hay là có ai đó cần điều tra đó thì cần phải giao ra những cái thông tin thư từ qua lại đó thì việc xóa đi những cái đoạn chat giữa Sam, Kelly Allison, Gay Wang, Wendy Sassin đó Việc mà chế độ tự hủy sử dụng trong cái đoạn chat đó có phải là được chấp nhận bởi luật sư hay không có nghĩa là luật sư tư vấn của sam nói là cái này được tại vì các bạn thấy được là cái đoạn chat này đó giữa caroline Gawang và và sassin không phải là bốn người bạn nói với nhau mà đây là liên quan tới một ceo nói chuyện với lại những quan chức cấp cao nhất của một công ty lớn các bạn à, thì những cái thư từ qua lại đó đó là cần phải được lưu trữ theo quy định của công ty nhưng mà Sam nói là tôi thật sự không nhớ là có hỏi luật sư của mình hay là không các bạn thấy được là Sam đó thì đổ lỗi cho luật sư của mình nhưng mà lại không nhớ là có chia sẻ những này với luật sư hay là không thêm vào đó nữa đó là cái phần liên quan đến việc là khi mà Sam nói theo phiên bản của Sam là Sam không biết gì hết cho đến khi mà có cái đoạn chat liên quan đến cái số tiền 13 tỷ bị mất thì lúc đó đó vừa theo Sam và Free thì lúc đó là Sam mới biết đầu thì ra là tiền đã bị lấy mất chứ không biết gì hết trước đó tất cả là tại vì Caroline hay là gây quen hay là Justin giấu giếm thông tin này nhưng mà khi mà Sam đã biết có 13 tỷ bị mất rồi đó thì có chia sẻ với luật sư tư vấn hay là không thì Sam nói là không có chia sẻ tại vì khi mà chia sẻ đó thì cảm thấy hổ thẹn có thể là luật sư tư vấn nó sẽ không hiểu rõ cái ngọn ngành rồi lại làm lớn chuyện lên nói chung là sam đổ lỗi cho daniel freeberg nhưng mà khi mà hỏi kỹ ra đó thì tất cả những thông tin này đều không được chia sẻ với luật sư tư vấn thì làm sao mà họ tư vấn được các bạn và làm sao nói là sam chỉ nghe là luật sư mà thôi thêm vào đó nữa là các bạn thấy được là sam nói là tin tưởng vào luật sư tư vấn Dan Freeberg à, và tưởng là sử dụng tiền khách hàng là hợp pháp. Đâu có biết là không hợp pháp đâu các bạn. Đó là cái cách biện hộ của Sam Bankman Free. Nói chung là không có gì gọi là bất ngờ hay là không có gì gọi là wow các bạn Sam Bankman Free có thể là lật kèo được gì hết các bạn. Nói chung à, chỉ là nói Sam chẳng biết gì hết nhưng mà khỏi ra thì đương nhiên không phải là như vậy. Và thẩm phán Kaplan cũng tỏ ra tức giận với những hành động trốn tránh trả lời câu hỏi của Sam tại vì một là không nói gì hết thì có thể là giữ im lặng nhưng mà nếu như mà đã chấp nhận lên tòa làm chứng đó thì không thể không trả lời câu hỏi trả lời qua lo cũng không được và luật sư biên hộ nói là vấn đề là sam muốn được phép nói chuyện trước mặt các bộ thẩm viên giống như là sam muốn trước mặt bộ thẩm viên đó nói cái gì đó để lung lay cái sự suy nghĩ của họ các bạn nhưng mà thẩm phán đó thì nó là no 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 <laughs> cái này là không được tôi muốn biết là nói gì trước khi mà có bộ thẩm viên và sau đó đó thì công tố viên hỏi sam là có cảm thấy mình không nên chiếm đoạt tài sản của khách hàng hay là không à, và luật sư biên hộ nói là phản đối và thẩm phán cũng đã nói là phản đối hữu hiệu nhưng mà sam vẫn trả lời các bạn và trả lời theo ý mình mặc kệ luật sư biên hộ nói gì và luật sư biên hộ đó đã phải chửi tục ở trên tòa khi mà nó thấy trên màn hình à, bà Sam trả lời là tôi cảm thấy mình phải trả lời câu hỏi đó trong khi mà luật sư biện hộ đã phản đối và thẩm phán nói là phản đã hữu hiệu rồi thì Sam nơi cần trả lời đâu các bạn nhưng mà Sam vẫn trả lời và luật sư biện hộ đó có lúc đã phải nói uh, STFU hiểu đơn giản có nghĩa là chữ tục Nó là cầm cái miệng lại đi <laughs> sau đó thẩm phán nói là đủ rồi chấm dứt tại đây phiên tòa kết thúc trong trạng thái hỗn loạn và thẩm phán nói là ông sẽ quyết định vào sáng mai liệu là lời làm chứng của sam có được phép hay là không tại vì bây giờ đó tóm lại đây là chuyện mà cũng hiếm gặp trên tòa các bạn và đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới dự của Sam Free. Và còn hai thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó. Có một cái thông tin liên quan đến một cái dự án có tên là Telegram Miastro. Đây là một trong những dự án bot hàng đầu trên Telegram nhưng mà họ đã bị tấn công thông qua lỗ hỏng hợp đồng của Router 2 và dẫn đến đánh mất đi 280 Ethereum nghĩa là khoảng 500.000 đô các bạn. Và hacker đó đã sử dụng lệnh transfer from để chuyển từ tài sản người dùng đến tài khoản của mình và số tiền đánh cấp đó sau đó được chuyển đến cross-chain Railgun để mà xáo trộn nguồn gốc. Sau khi phát hiện sự cố đó, những mà nào mà dính vào sự cố này thì dự án đã nhanh chóng vá lỗi và tạm thời ngừng giao dịch với các pool trên Sushi Swap và Shiba Swap và Panker Swap. Miastro đã quyết định là hoàn tiền lại cho những người bị ảnh hưởng các bạn nghĩa là các bạn là một nạn nhân đó thì Miastro nói là họ sẽ trả lại tiền và không chỉ hoàn lại số tiền bị mất mà Miastro sẽ trả lại tổng cộng là 610 Ether từ doanh thu của mình hơn cả số tiền bị đánh cắp các bạn để mà bù lại sự mất mát cho người dùng. Thì nói chung đây là một trong những cái sự kiện hát mà có kết quả cũng có hậu một chút các bạn chứ còn những vụ kia thì <laughs> không biết khi nào mới lấy được tiền. Thông tin cuối cùng, mặc dù là chúng ta nghe nhiều thông tin xấu liên quan tới sàn Huobi, à, việc họ sa thải nhiều nhân viên Nhưng mà Justin Sun lại tuyên bố là sàn Huobi đó đang rất là lời các bạn Và sàn Huobi hay bây giờ gọi là STX các bạn, đang có lời tổng cộng là 98 triệu đô la <laughs> Cái này thì các bạn có tin hay không thì à, quan điểm của mỗi bạn mà thôi Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Linux và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.